여러분 안녕하세요. 아리랑의 대표 강사 김지우입니다. Vâng, và hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở ngữ pháp danh từ Ika. Trước tiên, tôi mời các bạn hãy tìm hiểu Ika có ý nghĩa như thế nào. Vâng, Ika là trợ từ chủ cách gắn với danh từ tạo thành chủ ngữ cho câu. Vâng, và để cho các bạn dễ hiểu hơn, tôi mời các bạn đi sang những ví dụ sau. Vâng, chúng ta có gì ạ? Ka không biết cái này là cái gì, cho nên đã hỏi Na là Mô ka ma si sở yo. Đúng không ạ? Không biết cái món nào ngon, cho nên đã hỏi như thế nào? Mô ka ma si sở yo. Và Na đã trả lời gì ạ? Các bạn có biết đây là món gì không ạ? Vâng, chúng ta đã được cô giới thiệu rất là nhiều đúng không ạ? Đây là món gì? Cơm trộn đúng không ạ? Rất có lợi cho sức khỏe đúng không ạ? Trong đấy có gì ạ? Có trứng này, có giá này, có tương này, có gì? Kim chi này. Là những món rất là có ích cho sức khỏe đúng không ạ? Cho nên Na đã trả lời như thế nào ạ? Pi bim ba pi ma si sợi đúng không ạ? Cơm trộn là món ngon đúng không ạ? Không những ngon mà còn có gì? Có lợi cho sức khỏe đúng không ạ? Chúng ta hãy xem tiếp ví dụ thứ hai. Coffee cà bí sayo. Coffee cà bí sayo. Cà phê đắt đúng không ạ? Jennifer cà jibe wasumnida. Jennifer cà jibe wasumnida. Jennifer là gì? Là tên của người đúng không ạ? Người đấy tên là Jennifer, thưa các bạn, đúng không ạ? 집에 왔어요. Bạn ấy đã về nhà. Ai là người đã về nhà? Jennifer, đúng không ạ? Là chủ ngữ trong câu, đúng không ạ? Vâng, tôi mời các bạn đi sang tiếp phần hình thức. Đối với gì ạ? Danh từ không có phụ âm cuối như gì? Như 친구, không có phụ âm cuối. Có nghĩa là bạn đúng không ạ? Chúng ta sẽ kết hợp với gì ạ? Y hay là ca? Vâng, chúng ta sẽ phải kết hợp với ca đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là chin cù ca là bạn đúng không ạ? Ngược lại thì đối với danh từ không, đối với danh từ có phụ âm cuối như gì? Như sơn sèn nim đúng không ạ? Đây là phụ âm cuối đúng không? Hay còn gọi là bát chim đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải kết hợp với gì ạ? Y đúng không ạ? Chúng ta sẽ có sơn sèn nìm y đúng không ạ, là cô giáo đúng không ạ. Thì trong phần hình thức các bạn hãy nhớ cho cô, tức là có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ kết hợp với y, còn không có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ kết hợp với ca đúng không ạ. Bây giờ tôi mời các bạn sẽ đi sang phần gì, lưu ý. Vâng, khi sử dụng y ca thì chúng ta lưu ý hai đặc điểm sau. Điểm thứ nhất là gì ạ? Trong sinh hoạt thường ngày thì ika thường được lược bỏ. Chúng ta có ví dụ như Minho wasseyo. Minho là gì? Là danh từ. Thì thường ở đây là gì? Minho là không có phụ âm cuối, cho nên chúng ta sẽ kết hợp với gì ạ? Với ka, đúng không ạ? Nhưng trong khi giao tiếp hàng ngày, trong khi văn nói, chúng ta có thể loại bỏ ka, đúng không ạ? Chúng ta không cần, đúng không ạ? Minho đến rồi à? Đúng ạ. Và bạn Na đã trả lời như thế nào? À nếu Minho achik an wasseyo. Đúng ạ. Nếu như chúng ta trong văn viết thì chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta phải biết là Minho ka. Đúng ạ. Achik an wasseyo. Nhưng mà trong văn nói, trong giao tiếp hàng ngày thì thường được lược bỏ ika. Và đây chính là những vấn đề mà những người càng ở lâu ở Hàn Quốc thì hay sai lỗi ở đâu ạ? Trợ từ ưn nưn ý ca ưi rư. Rất là dễ nhầm lẫn đúng ạ. Vì sao? Vì ở Hàn Quốc nhiều, ở Hàn Quốc lâu thì là sao ạ? Nói tiếng Hàn Quốc giỏi, nhưng mà trong văn nói thì thường được lược bỏ cái trợ từ ý ca ưn nưn. Vì thế các bạn không phân biệt được đâu là ý ca, đâu là ưn nưn và phải sử dụng như thế nào đúng ạ. Cho nên bài học hôm nay các bạn nhớ nhé. À nếu Minho ka achik an wasseyo.
Đấy là trong văn viết đúng không ạ? Nhưng trong văn nói chúng ta có thể loại bỏ thành 아니요, 민호 아직 안 왔어요. Đúng không ạ? Các bạn hiểu chưa? Vâng, nếu các bạn đã hiểu rồi, tôi mời các bạn đi sang tiếp phần gì ạ? Lưu ý tiếp theo đó là gì? Thế nhưng ngược lại thì khi chúng ta cái trợ từ ika đấy đứng sau một cái nội dung hoặc thông tin nào đấy chính mà chúng ta không thể lược bỏ trong các cái cuộc đối thoại đó là gì? Chúng ta xem ví dụ sau. 네 과자 누가 먹었어요? Thông tin chính là gì? Nội dung chính ở đây là gì? Ta đang muốn hỏi ai là người đã ăn bánh kẹo của, đúng không ạ? Ăn bánh kẹo của ta, đúng không ạ? Thì cái người, cái nội dung chính ở đây là gì? Là Luka. Ai đã ăn bánh kẹo của ta, đúng không ạ? Luka. Chứ không phải là chúng ta lược bỏ là 네 과자 누가 먹었어요? Là không đúng. Thưa các bạn nhé. Nội dung chính, cái người mà những cái thông tin chính thì chúng ta không thể lược bỏ, phải là Luka, đúng không ạ? Ai đã ăn bánh kẹo của tôi, đúng không ạ? Và La đã trả lời như thế nào ạ? 민호가 먹었어요. 민호가 먹었어요. Ai là người đã ăn bánh kẹo, đúng không ạ? Của ta, đúng không ạ? Là 민호, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta 먹었어요. Đã ăn rồi. Ai? Ai đã ăn, đúng không? Thì chúng ta phải tìm hiểu ai, nội dung thông tin chính ở đây là ai, cái người ai là đã ăn kẹo của ta, đúng không ạ? 민호, đúng không ạ? Chúng ta phải thêm 민호 và thêm ca đằng sau, đúng không ạ? 민호가 먹었어요. 민호 먹었어요. Không được sử dụng như thế, thưa các bạn. Như vậy là cái thể hiện không có được chính xác, đúng không ạ? Đây là những cái thông tin chính, trọng điểm chính, cho nên chúng ta không được lược bỏ cái gì? Ika, các bạn nhớ nhé, các bạn không được nhầm lẫn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần gì? Luyện tập. Chúng ta hãy áp dụng ika để hoàn thành những câu sau đây. Chúng ta có 가방 땡땡 예쁩니다. 가방 땡땡 예쁩니다. 가방 là gì ạ? Động từ, tính từ hay là danh từ ạ? Vâng, chính là danh từ, là chiếc cặp. Chiếc cặp rất là xinh xắn phải không thưa các bạn? Vâng, là chiếc cặp. Ở đây thì có phụ âm cuối không ạ? Có, đúng không ạ? Phụ âm cuối, có phụ âm cuối thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Vâng, có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ kết hợp với y, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là 가방이 예쁩니다. Cặp xinh xắn, đúng không ạ? Cái cặp xinh xắn, đúng không ạ? Chúng ta có phần luyện tập tiếp theo. 책 땡땡 재미 있습니다. 책 là gì ạ? 책 là gì? Vâng, là cuốn sách, đúng không ạ? Nó là gì ạ? Động từ, tính từ hay là danh từ ạ? Vâng, nó cũng là danh từ có phụ âm cuối. Mà danh từ có phụ âm cuối thì chúng ta phải kết hợp với y hay là ca. Vâng, các bạn giỏi hơn cả cô đấy. 책이 재미있습니다. 책이 재미있습니다. Đúng không ạ? Tương tự như thế chúng ta có cái gì? 불고기 땡땡 맛있습니다. Các bạn đã từng được ăn món thịt nướng chưa? Vâng, món thịt này có gì? Nướng có tẩm gia vị rất là ngon thưa các bạn, ngọt ngọt, đúng không ạ? Chua chua, đúng không? Ăn rất là ngon, đúng không ạ? Thường thì những lúc mà trời nắng thì chúng ta ăn những món này bằng với rau gì? Rau xà lách ở bên Việt Nam ấy thì rất là ngon, đúng không ạ? Với kim chi này, với ớt này, đúng không ạ? Vậy bulgogi là gì? Đúng rồi, là danh từ. Danh từ không có phụ âm cuối thì chúng ta phải kết hợp với y hay là ca. Vâng, các bạn cừ lắm. Đúng rồi, chúng ta sẽ phải kết hợp với ca. Chúng ta sẽ có 불고기가 맛있습니다. Món thịt nướng, nướng ngon, đúng không ạ? Đây, đây chính là món thịt nướng đây. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Cô cảm thấy rất là đói bụng vì cô chưa được ăn cơm thưa các bạn. Vâng. Chúng ta có 옷 작습니다. 옷 작다. 작다 là gì ạ? 작다. Cô, đúng không ạ? Cô nhỏ, nhỏ nhắn, đúng không ạ? Các bạn đừng có nói từ nhỏ, các bạn phải nói nhỏ nhắn để cho người khác khỏi về sao ạ? Khỏi bị tổn thương thưa các bạn. Cô cũng muốn có một dáng cao, đúng không ạ?
như người mẫu, đúng không? Nhưng không được, cho nên là các bạn khi sử dụng lời nói thì các bạn đừng để gây tổn thương người khác, đúng không ạ? Thì các bạn dùng câu nhỏ nhắn, xinh xắn, cao to, đẹp trai, đúng không ạ? Chúng ta không có chê bai người này người kia, đấy là, hoặc là chúng ta dùng một cái lời nói nào đó để nói về người khác một cách gì lịch sự và đẹp, thì tất nhiên người đấy sẽ dùng những lời lẽ đẹp với các bạn, đúng không ạ? Cho nên chắc ta có từ gì ạ? Có từ trái ngược là gì? Khư ta, đúng ạ? Ột, đây cũng là gì? Là danh từ thưa các bạn, có phụ âm cuối, cho nên chúng ta cũng kết hợp với y, chúng ta có là ô xí chắc xùm nì tà, ô xí chắc xùm nì tà, áo nhỏ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi tiếp phần luyện tập tiếp theo. Đây là gì ạ? Chắc hẳn các bạn Việt Nam của chúng ta không ai không biết cái món này là món gì, đúng không? Vâng, tất cả thì không nói, nhưng mà 99 người chắc chắn là sẽ biết, đúng không? Đây là món kim chi rất rất là bổ ích sức khỏe, giống như món dưa chua ở Việt Nam mình, đúng không ạ? Ở Việt Nam chúng ta thì chỉ gấp những gia vị muối này, rồi là nhà nào tùy theo từng gì khẩu vị của từng người, có nhà thì bỏ mía vào này, rồi là bỏ cái gì tỏi vào này, đúng không ạ? Đường này, đầy đủ. Thế nhưng bên này rất là kỳ công, rất là nhiều gia vị thưa các bạn, có thể bỏ táo này, tương ớt này, rồi là gì ạ, rồi mắm này, vân vân và vân vân, rất là nhiều thưa các bạn. Kim chi, các bạn thấy kim chi như thế nào? Tèng tèng, mép sùm nì tà, kim chi mép sùm nì tà. Vâng, kim chi cay hoặc là dưa chua cay, đúng không ạ? Kim chi thì là gì ạ? Là danh từ, có phụ âm cuối không ạ? Không có phụ âm cuối, chúng ta sẽ kết hợp với gì ạ? Ca thành kim chi ca, mép sùm nì tà, kim chi ca, mép sùm nì tà. Chinh cu, tèng tèng, ôm nì tà. Chinh cu là gì? Là bạn, đúng không ạ? Có phụ âm cuối không? Không, đúng không ạ? Vậy thì cũng tương tự như kim chi, chúng ta sẽ kết hợp với gì ạ? Cá thanh, kim chi ca, chinh củ ca, ôm nì tà. Xin lỗi bạn nhé. Chinh củ ca, ôm nì tà, đúng không ạ? Bạn tôi thì đang đến, đúng không ạ? Sike, sike là gì? Là danh từ có nghĩa là đồng hồ, không có phụ âm cuối, cho nên chúng ta cũng kết hợp với gì? Ca. Chúng ta sẽ có là si kê ka chek sang quỷ e is sum ni ta. Si kê ka chek sang quỷ e is sum ni ta. Đúng ạ. Đồng hồ ở trên bàn, đúng ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có banana wa su bak teng teng bi sam ni ta. Vâng, đây chính là phần bài tập của chúng ta, đúng không ạ? Các bạn hãy chọn cho cô đây là y hay là ca, điền vào cái chỗ trống này làm sao cho nó đúng, và các bạn trả lời đáp án bằng cách nào ạ? Để lại tin nhắn ở ngay bài giảng của cô, đúng không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và chú ý lắng nghe đến cuối cùng. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bài giảng tiếp theo.